Em có một cái giò hai lan quê tím cả nhà ơi, Em ghép bài bản lên cái đế gỗ với thùng chầu gỗ nha Những cái giò này thì em thuần lâu năm rồi á Anh chị nhà mình xem cái bộ rễ này Là cả nhà mình sẽ thấy được cái độ khỏe của nó nha Và cây đang đi lá ngọn đẹp Những cái form cây này đã cho hoa tại vườn em Trời ơi, nó có cái cây này xếp phíp luôn này cả nhà Mùa tới cả nhà mình chơi hoa vào tháng 4 nha Hết 1650 tiếp theo h 2 sẽ là giò hoa lan đuôi chồn cả nhà ơi hoa lan đuôi chồn ghép tròn lên đế gỗ luôn Đã sẵn túi phân hết luôn rồi anh chị nhà mình sưu tầm h 2 hai trăm chín quá là rẻ luôn rồi cả nhà một giò đuôi chồn ghép tròn rồi tiếp theo đây giò này đẹp quá Ờ... À quế trắng tháng 8 trời ơi hoa màu trắng và hoa thơm cả nha phong cây này trời ơi phong cây xếp vip đẹp lắm nha em nhìn cái do này em rất là thích luôn á cả nhà mình xem bộ rễ này thuần lâu năm rồi nó mới được như thế này ha h ba bảy năm mươi tiếp theo hát 4 này quế trắng em còn có chậu nữa nha chậu như thế này anh chị nhà mình sưu tầm thì bốn trăm chín còn quế trắng á, thì cả nhà mình sưu tầm đi nó giá trị tháng 8 ít cái dòng hoa lan rừng nào mà nó có hoa lắm cả nha à, còn cây thì em quay theo từng mã số anh chị nhà mình nhớ chốt theo mã số nhé cả nhà cước giao hàng tặng nghe chị 30 thôi hoa lan sơn thì tiên đây Trời ơi cái thân này biết bao nhiêu là mắt hoa luôn á Đang còn lên thân tơ nữa chứ Cái do này nó khỏe cực kỳ luôn Anh chị nhà mình sưu tầm thân cũ nè thân củ to đẹp nha sơn thủy tiên hoa vàng cắm sáp và hoa thơm những cái chậu này là chậu nhựa thôi chậu nhựa thôi nhưng mà em cầm nó nặng tay luôn cả nhà ơi vì sao vì nó rất là nhiều lan trên này ha anh chị nhưng mà số tầm hát năm tám năm mươi Hết 6 em lên một combo khuyến mãi cho cả nhà mình đây một hoa lan chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc là một cái dòng mà năm nào bên vườn em cũng làm hoa Tết trên cái dòng này nó đẹp nha cả nhà ơi. Và một à, hoàng yến nè. Hoàng yến thì có năm nó cũng tự cho hoa vào dịp Tết, hoa bền cả tháng luôn. Combo hai chậu anh chị nhà mình sưu tầm ngày hôm nay. Hết 6 490 rất là ok luôn cả nhà ơi, 490 mà sưu tầm được hai loại hoa lan như thế này. Cây thuần khỏe, hết 7 hoa lan quế tím, một cái chậu nhiều lan như thế này luôn cũng ghép tròn lên đế gỗ. Và anh chị nhà mình lưu ý giúp em, một số lá này là lá chân. Hàng từ rừng về nó không ảnh hưởng với bên vườn em trồng thuần khỏe cây đi lá ngọn xanh luôn rồi ha. Hôm nay chia sẻ cho cả nhà mình 290 cho một giò nha. Em đang có hai giò nè, em đang còn hai giò thôi nên mất cả nhà mình lấy luôn hai giò. Em chia sẻ cho cả nhà mình là 500. Rồi tiếp theo H8 có một cái do hoa lan đuôi sóc, sóc bên vườn em thì trồng ăn nắng rất là đanh. Cả nhà mình xem cây như thế này là màu của ăn nắng nha. Cả nhà ơi lưu ý giúp em nha, cây tình trạng như thế nào. Em báo trên video cụ thể luôn rồi ha. Mã H8 nè, 450 hoa lan đuôi sóc, ghép cái đế bằng như thế này đến khi cho hoa để bạn mình chơi hoa nha. Rồi tiếp theo em còn có hoa lan cẩm báo nữa Dòng này hoa cũng khá là thơm luôn Chơi hoa từ 25 đến 30 ngày Vài hoa nó sẽ là từ nách lá Và nó hướng lên như thế này cả nhà ha hát 10 nè, 500 Hoa lan cẩm báo đang đi lá ngọn Đang đi lá ngọn Còn cái lá như thế này thì em cũng lưu ý với anh chị nhà mình Là lá chân hàng từ rừng về nha cả nhà Dòng rễ gió nữa thì về cả nhà Mình chăm sóc lại rất là dễ luôn á Hoa lan cẩm báo hoa thơm nha cả nhà tiếp theo một dòng hoa thơm nữa đây cả nhà ơi hoa đen kim điệp nhựa trời ơi hoa thơm lắm luôn á mà cánh của nó là cánh dây anh chị nhà mình sưu tầm cánh dây thì chơi hoa bền nè thân tơ đang lên rất là nhiều em ghép đế gỗ như thế này nữa thì cả nhà ơi lưu ý về tưới nước đậm giúp em nha h mười một b năm mươi H12 này, dòng này cũng là dòng hoa vàng luôn à, Sơn Thị Tiên hoa vàng cảnh sát cho cả nhà mình Cũng ghép cái đế như thế này, anh chị nhà mình sưu tầm đi H12 350 Bên em thì rất là đa dạng luôn, nhiều loại lan lắm đó là anh chị nhà mình cứ theo dõi đến cuối video ha Rồi tiếp theo nè, hoa lan đuôi trồn một cái giò cũng ghép lên đế gỗ như thế này ha. Đây nè cả nhà ơi, em quay thiệt thực tế luôn rồi. Hôm nay thanh lý rẻ cho cả nhà mình. H13 295 000 một cái dòng hoa lan đuôi trồn ha. Trồn hoa trắng tím và chuỗi hoa dài. Tiếp theo H14 nè. Hoa lan đuôi sóc. Dòng này cũng là hoa trắng tím và hoa thơm nha cả nhà ơi. Sóc thì em cũng lưu ý với anh chị nhà mình. Bên vườn em thì trồng phần ăn nắng rất là đanh. Anh chị nhà mình thấy như thế này là màu ăn nắng nha. hát H14 550 tiếp theo em còn có hoa lan đuôi kéo nữa đuôi kéo thì sẽ là hoa cũng là hoa trắng tím và chuỗi hoa của nó khá là dài nè cả nhà mình đang xem nè đang nở bạn lá ngọn ha cũng ghép lên đế gỗ và thùng chậu gỗ căm xe anh chị nhà mình sưu tầm h 15 đi 950 hoa lan đuôi kéo kéo cao bằng đó cả nhà đang đi lá ngọn xanh đẹp lắm rồi tiếp theo h 17 bảy này cả nhà ơi kiều mở ra trời ơi anh chị nhà mình xem nè mắt khoe của nó quá là tiềm năng luôn nó đang còi ra như thế này nè cả nha và một giò này nhiều thân tơ lắm nha anh chị nhà mình sưu tầm đi hát 17 800 hay lên kiều mở ra tiếp theo còn có kiều tím nữa bên vườn em thì đa dạng lắm anh chị nhà mình muốn sưu tầm kiều mở ga hay kiều tím gì đều có nè đang đi thân tơ cao như thế này cả nhà mình sưu tầm đi hát 18 6 50 còn cây á em quay thực tế em ôm lên người như thế này anh chị nhà mình cứ án chừng cái độ to với người em nha rồi một dòng hiếm hang cho anh chị nhà mình sưu tầm nữa đây van đa tím à, hàng lào nha cả nhà ơi em thì ghép lên một cái trụ gỗ nè anh chị nhà mình mà sưu tầm h mười chín bảy năm mươi H20 nè, hoa lan cẩm béo những cái chậu như thế này là em cũng ghép lên đế gỗ nè. Nhiều lan lắm nha cả nhà ơi. Anh chị nhà mình sưu tầm đi coi những cái sai cây này là có cây nó đã cho hoa luôn rồi. Thì cả nhà mình cứ sưu tầm mua tới là vẫn vẫn chơi hoa được luôn rồi ha. Đang đi lén ngọn về ghép tròn. H20 một chậu như thế này 295 thôi cả nhà. Rất là ok luôn rồi. Tiếp theo một dòng hoa vàng cả nhà ơi, hoa lan hoàng lan khoe vàng ha chậu này thì là những cái chậu mà em em hàng em tuyển em lựa thân cụ to này em sang sẵn với chậu gỗ như thế này đã sẵn phân bón giá thể cho anh chị nhà mình hết luôn rồi ha về treo lên tưới nước giúp em thôi hát 21 700 khoe lan hoàng lan thân cụ to đẹp Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái tác phẩm hoa lan đuôi chồn cho anh chị nhà mình Cái giò này là em ghép ở giữa lấy một cái đế gỗ to lắm cả nhà Rất là to luôn Và thuần chậu gỗ căm xe Anh chị nhà mình sưu tầm thì giờ chơi cái độ bền lâu từ 7 đến 10 năm ha Còn phong cây chồn này là toàn bộ là phong cây to, phong cây trưởng thành hết Đuôi chồn thì lại sai hoa Một cây của nó cho hai ba vòi hoa là bình thường luôn á Giò này em ghép theo kiểu nghệ thuật đó cả nhà Từ trên xuống dưới nè Có tình trạng cây là em có báo rõ luôn rồi cả nhà mình lưu ý giúp em nha đây nó có ba cây ở đây như thế này thôi cả nha còn mặt sau nè đó mặt sau đang form cây đang xòe đẹp nè và hoa lan đuôi chồn giò này là giò to anh chị nhà mình án chân với người em nha một vòng ôm của em không hết đâu h 22 mươi triệu sáu trăm những cái giò to như thế này cước gieo hàng vẫn chỉ 30 thôi cả nhà ơi hoa lan đuôi chồn nha hoa trắng tím vòi hoa khá là dài rồi một cái dòng hoa tím đậm cả nhà ơi cho hoa sớm vào tháng 2 béo hỷ gia lai thân cao như thế này thân cao nè đó thân cao thì nó như mắt hoa thôi béo hỉ là một cái dòng xuống lá cho hoa tự nhiên nha cả nhà ơi đây là những cái vòi hoa cũ nét trên cái thân ngắn thôi nha thân ngắn như thế này nè mà vòi hoa nó đã dài rồi vòi hoa cũ mua vừa rồi thì anh chị nhà mình sưu tầm những cái thân cao khỏe như thế này thì vòi hoa của nó sẽ càng dài hơn nha em ghép lên để gỗ như thế này hoa lan béo hỉ cho hoa sớm vào tháng 2 nha cả nhà ơi cả nhà mình sưu tầm hết 23 1 triệu anh chị nhà mình yêu thích mẹ nào thì cứ nhắn ngay cho bên em nha